Xin chào, là mình đây, Hiệp Báo Bên tôi. Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến tham quan một cái shop lớn ở quận 2 của bạn Trương Hoài Nam, thành NZ to nhé các bạn. Cùng nhau tham quan vòng nào. Và đây là logo của shop NZ to. Bạn này thì chuyên chơi resin các bạn, vừa chơi vừa bán đó. Resin mình rất thích các dòng của Kimetsu no Yaiba nha, rất nhiều. Còn có nhiều loại khác nữa, My Hero, One Piece, Naruto, rất nhiều. Mình thật sự rất thích các tích của Kimetsu no Yaiba nha. Có chục trụ nè, nham trụ nè, rồi thủy trụ nè. Và bạn đặc biệt có tư vấn cho mình là nên chơi theo Studio TNT nha các bạn. TNT làm các sản phẩm resin Kimetsu no Yaiba rất đẹp. Nghĩa là nhân vật là khá to so với cái tỷ lệ 1:6 của nó. Rất đẹp, rất chi tiết các bạn ạ. Mình thì cũng đang bắt đầu coi phim và tìm hiểu về các dòng resin của Kimetsu no Yaiba. Và khi qua đây được bạn Nam tư vấn rất nhiệt tình, đằng sâu cho các con nhân vật rất đẹp. Các bạn có thể ghé tham quan, trao đổi và hỏi về các dòng thích. Bạn Nam luôn sẵn sàng trả lời một cách nhiệt tình, cụ thể và chi tiết cho các bạn nhé. Và bây giờ mình sẽ quay một vòng cận cảnh các bé thích hiện đang có ở shop là rất to nhé các bạn. Mình cùng nhau tham quan nào. Mình sẽ tắt TikTok của Nam vào để các bạn có thể follow và tham khảo các mẫu resin mà bạn Nam quay trên TikTok nhé. Và sau khi tham quan trao đổi thì cuối cùng mình đã quyết định mua ngay một bé Tanjiro với tỷ lệ 1:6 đến từ Last Leaf Studio. Và đặc biệt là còn có cái kèm theo quà tặng đến các bạn, mình sẽ up hình quà tặng ở phía sau video. Và mình sẽ làm clip unbox bé Tanjiro đó sau nhé các bạn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi, mọi thắc mắc các bạn có thể click vào đường link trên TikTok của mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.